ta từng nghe lời dạy như vậy. Một thuở nhỏ Thế Tôn ăn trụ, xá về thanh kỳ thu viên chung, mùng liền mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ coi vòng trầm luân. Công dưỡng dùng thâm ân giống trà, nghĩa danh thanh đao ca mong đê, làm con hiếu hạnh vì tiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm. Thấy vòng máu xanh làm ngà quỳ, không uống ăn tiểu tùy hình hai, mục liền thấy vậy vì ai biết mẹ đói khát ai hoài tình thân. Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, nâng đỡ lòng cưng khô bấy lâu, thấy cơm mẹ rất lo âu, tay ta che đầy hữu hầu bóng ăn. Lòng bồn sen tiếng căng chưa dưng, sợ chúng ma cấm dựng của bà, cơm chưa đưa đến miệng đã hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thế thang, mục kiến liên mi cảm xót thương, mau mau tìm đến giảng đường bạch cùng sư phụ tìm phương giải đàn. Vâng mới vào gió gian căng tội, rằng mẹ ông chúng tôi rất sâu, sầu ông thân lưng nhiệm nâu, một mình không thể ai cầu đằng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoài đào bốn vị thiên vương. Hồng ba coi xấu phương tu tầm, cũng không phương cứu tế mẹ người, muốn cho cứu đặng mang người phải nhờ thần linh của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toàn giảng nói, cho mọi người thoát khỏi ánh nắng, bèn kêu mùng thì đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiết thì. Dằm tháng bảy là ngày thứ tư, mười phương tăng đều dự lễ này, phải toàn sắm sửa chớ chay đồ ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm dương năm đèn lo, cùng thấu hồn đèn đuốc nhang dầu, món ân tình sạch báu mâu đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng. Chư đại đức mười phương thọ thân, trong bảy đời sẽ đăng siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiền tiên đặng điều kiện ánh nắng. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hồi về, như người thiền định sơn khê tranh điều phiền não trăm về thiền đàng. Mọi người đặng bốn qua đạo qua, công tu hành nguyện hoàng người núi thầm kinh hành, chẳng tham quyền quý ẩn thanh lâm tòng. Hoặc người đặng lục thông tấn phát, và những hàng duyên giá thanh văn, hoặc chư Bồ Tát mới.
mười phương hiện hình lãng sãi ở gần chúng sanh. Điều chỉ rơi dân thành dân tình, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh pháp đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sanh ra vật thực, đăng cúng dường từ tứ tăng thời, hiền tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc thầy đều nhớ ơn. Tam đồ khổ trắng răng ra khỏi thanh thanh nhàn hương hoa tự nhiên, như còn cha mẹ hiền tiền nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. Như cha mẹ bầy đời quá vang sẽ hóa xanh về cõi thiên cung, người thời tuân tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thần. Vào mười phương tăng chúng phải tuân theo thể tướng sau này, trước khi thọ thân đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tín ra. Cầu thân thế mẹ cha thí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong đính y hành thiên mới dùng phẩm vân đàn tiền hiến dâng. Khi thọ thường đế ngang phần thường, trước phần đại hòa tư tháp chung, chư tăng chú nguyện viên dùng sâu rồi từ tiền thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu thế Phật vừa nói dân, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ ra vui mừng, một liên cũng hên khóc thương sầu buồn. Một liên mau cũng trong ngày ấy kiếm cô về nhà quy được tan, một liên bệnh với Phật rằng mẹ con nhờ sớm thánh tăng khỏi nàng. Lại cũng nhờ ôi thần tâm bảo, bóng chân khi nan cô khó ra, như sau đệ tử xuất gia Vu Lan bốn pháp dùng mà độ sanh. Độ cha mẹ còn đương tại thế, học bầy đời có thể đặng không, Phật rằng lời nói rất thông, ta vừa muốn nói con liền hỏi theo. Thiền nam tự tỳ kheo nam nữ, phụ quốc vương thái tử đại thân, tam công tề tướng bá quan cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. Chỉ muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thân thế tình thâm, thế dòng tháng bảy mỗi năm sau khi kiến hạ chư tăng tự về. Chính ngày ấy Phật đã hoan hỷ, phải sống sanh bá vì cơm canh, đừng trong bình bá tinh anh chờ giờ thứ tư chúng tăng cung dường. Nàng cầu nguyện tâm đường trường thọ, chẳng ốm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thân thế đồng thi lìa nơi ngạ quỷ sanh thế nhân thiên. Đằng hướng phước nhân duyên vui đề, lại xa lìa nạn khổ cực thân, môn sinh Phật tự ân cần hành tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên thường cầu nguyện thung nguyện an hào,
cung bày đời phù mẫu siêu say. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền. Lễ cưu tế chi thành sắp đặt để cúng dường chư Phật chư Tăng. Ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dụng sông thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo âu dình thứ mới phải là thích từ thiền môn, vừa nghe dứt pháp lan một môn sanh tứ chung thầy đồng y hoàng. Mộng lên vai bốn ban Phật ta, nguyện một lòng tín sư Phật.